Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Bình. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn với những ai có niềm tin vào nhân quả và nghiệp báo thì đều hiểu rằng tất cả những việc chúng ta làm ở kiếp này chính là để trả nghiệp cho kiếp trước và tạo phúc cho kiếp sau. Và tất nhiên, cũng có những người không tin. Họ cho rằng đó là mê tín, là tôn thờ thái quá. Thế nhưng mặc cho ai hiểu hay không hiểu thì thực tế vẫn có những cái sự việc trùng hợp xảy ra mà không ai có thể chối cãi hay lý giải tường tận được. Trong đó, Đức Phật chỉ ra có những nghề ác sau đây, người nào làm ắt sẽ phải gặp quả báo nhãn tiền, không bệnh hoạn đeo bám thì cuộc sống cũng rơi vào tối tăm, bể khổ. Cụ thể đó là những nghề nào, bạn có đang làm những nghề đó hay không? Hãy cùng đón xem và đừng cố tiếp tục những nghề này, dù cho nó lợi lộc thế nào quý vị nhé. Trước tiên, tôi muốn kể cho quý vị và các bạn chuyện của làng nghề mổ trâu lâu đời nhất Việt Nam. Đồ tể giết trâu thì có nhiều, song nói đến cả ngôi làng có truyền thống mổ trâu bò thì chỉ là thiểu số. Trong đó, có một làng đồ tể trâu lâu đời nhất Việt Nam với cái tên Phúc Lâm, ở Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang. Lịch sử của làng này có được 100 năm gắn với hai cái tên đầu tiên là Cụ Chắt và ông Cụ Đào. Từ sự phát triển của hai lò mổ, số lượng cứ thế tăng lên và lan rộng ra khắp làng. Từ thiểu số ít ỏi, hộ dân làng làm nghề giết mổ gia súc cho tới con số 90%. Cả làng cứ thi nhau mổ xẻ, cung cấp thịt trâu cho các thành phố lớn nhỏ. Vì đã được coi là nghề, nên mọi người hành động từ thu mua nguyên liệu đến việc giết thịt cho tới giao thương xuất hàng, tất cả đều vô cùng chuyên nghiệp. Làng Phúc Lâm có cả một đội quân lái trâu đi khắp đất nước, trong Nam ngoài Bắc, xa gần xuôi ngược, thậm chí sang cả Lào, Campuchia, Thái Lan để thu mua rồi dồn hết lên xe tải để trở về làng. Đến công đoạn giết thịt vào mọi sáng sớm, cảnh tượng mổ trâu kỳ dị đến rùng rợn. Cả làng cứ đến 2 giờ sáng thì đông vui như một cái chợ. Người ra vào, người giao búa, còn những chú trâu đang ngái ngủ ngơ ngác chỉ một lúc sau đã nằm trong vũng máu. Hàng chục người vật lộn với đống bầy nhầy nội tạng, lòng mề, đầu, xương, chân, riêng các tảng thịt thì được đặt ngay ngắn một chỗ. Tới 4 giờ sáng, các thương buôn đã tới giúp thu gom sạch sẽ. Mỗi ngày có hàng trăm con trâu bị giết thịt như thế. Cho dù chúng có giống lên, gào thét lớn cỡ nào đi nữa thì số phận vẫn không thoát nổi lưỡi dao búa liềm của các đồ tể Phúc Lâm. Còn con người nơi đây cứ điềm nhiên tự vẽ lên bức tranh đẫm máu của nghề sát sinh này. Quả báo sát sinh. Không ngẫu nhiên gì mà cả làng Phúc Lâm này cứ đến ngày rằm tháng 7 đều nô nức thi nhau lên chùa cúng bái, đốt vàng mã, giải hạn cho gia đình mình. Người ta cứ loay hoay với những điều bất hạnh, đau khổ với những cái chết đầy bí ẩn. Đặc biệt với những người trực tiếp mổ trâu thì có cả nhiều câu chuyện ai oán và đáng sợ. Nhiều người bị trâu húc, chết thì đã đành, nhưng ở đây có cả những cái chết gián tiếp. Đó là câu chuyện của gia đình ông Ca, một gia đình đồ tể có tiếng trong làng. Mấy chục năm trong nghề giết trâu, mỗi ngày giết từ 15 đến 17 con. Gia đình ông cứ phất lên giàu có nhất nhì làng. Ông có 5 đứa con, có đứa gắn bó với công việc này, có đứa không. Một ngày trong chuỗi tháng 5 dòng với nghề, gia đình vẫn thu nhận trâu về thịt từ chiếc xe tải. Vẫn những chú trâu hiền ngơ ngác. Nhưng hôm đó thì khác, có một chú trâu trên xe bị vần mà không chịu xuống. Hai chân nó quỳ xuống như phủ phục không giống lên, không dãy giụa mà nước mắt chảy dài. Người làng Phúc Lâm tin rằng con trâu ấy có linh tính, có mang linh hồn, và rất có thể kiếp trước của nó là con người, nên khuyên không nên giết hại nó. Tuy nhiên, ông Ca lại không tin vào chuyện đó, không hề tin vào chuyện báo oán của việc sát sinh, nên lúc sau con trâu này cũng bị mang đi mổ. Và những điều kinh dị đã xảy đến với gia đình này. Con trâu bị hạ sát vào tháng 2, thì đến tháng 4, người con trai của ông Ca, sinh năm 1968, tự dưng chết bất đắc kỳ tử. Điều lạ lùng là anh này không theo nghề mổ trâu của gia đình. Được ăn học tử tế, anh làm cán bộ khá to trên Hà Nội. Bình thường, anh này không có bệnh tật gì cả. Thế nhưng một hôm, đang ngồi xem TV trong nhà, anh đột nhiên kêu mệt nên vào giường ngủ.
Nửa đêm, anh lên cơn co giật. Gia đình đã đưa đi viện, nhưng không cứu được. Thời gian ngắn sau, một người con nữa của ông Ca đột nhiên trở nên ốm yếu, mặc dù trước đó anh này rất khỏe mạnh, mổ trâu nhanh thoăn thoắt, giỏi nhất nhà. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện điều trị mà bó tay, và anh chút hơi thở cuối cùng sau đó. Vậy là tin đồn bị oan hồn con trâu báo oán lại lan ra, khiến cả làng sợ hãi. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi là cái chết của cô con gái út của ông Ca khi vẫn đang học đại học năm cuối ở Hà Nội. Gia đình giàu có, cô được đi học tử tế, không dính dáng gì đến công việc giết mổ trâu bò. Thế nhưng, hồi giữa năm 2012, trên đường từ Hà Nội về thăm nhà, đang lái xe máy, thì chiếc xe tải mất phanh đâm thẳng vào cô. Gia đình đến nhận xác con gái mà bàng hoàng khủng khiếp. Cô con gái út xinh đẹp, giỏi giang mà giờ chỉ còn nhận ra qua chiếc áo ngoài. Những sự việc trên xảy ra với gia đình khiến ông Ca không thể không tin vào chuyện nhân quả, báo ứng. Gia đình ông đã quyết định đoạn tuyệt với nghề sát sinh. Thay vào đó, ông bà Ca thường xuyên đến chùa tụng kinh gõ mõ, cầu xin siêu thoát cho cả trâu và người. Như một sự cảnh tỉnh, hàng trăm hộ dân Phúc Lâm bỏ nghề sát sinh. Từ con số trên 500 hộ gia đình từng gắn bó với nghề, giờ chỉ còn chưa đến 50 nhà. Bởi lẽ họ không chỉ nhận ra rằng chẳng thể làm giàu bằng nghề đó, mà còn thống thiết bùi ngùi tin câu đạo lý nhân sinh. Hiện thế hiện báo, ác hữu ác báo. Quý vị thân mến, đối với một hành giả tâm linh, chúng ta cần có niềm tin kiên định, không bao giờ thối thất vào quy luật nghiệp nhân quả. Quy luật nghiệp là quy luật vũ trụ thâu nhất tất cả, không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi quy luật đó. Thấu hiểu luật nhân quả sẽ giúp chúng ta luôn đi đúng đường, luôn tỉnh giác về chính mình, những hành động mà mình đang tạo tác và con đường mình đang đi. Chính vì thế, trong kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật khuyên người cư sĩ không nên hành 6 nghề ác, vì 6 nghề này không phù hợp với tâm từ bi của Đạo Phật, gây khổ đau cho nhiều chúng sinh. Không những thế, khi chết đi còn bị đày đọa vào ác đạo, không sao thoát ra khỏi. Vậy 6 nghề ác đó là gì? Mời quý vị cùng đoán xem ngay sau đây. Sau đây là 6 nghề ác Đức Phật khuyên chúng sinh không nên làm, kẻo quả báo hiện tiền. Nghề ác thứ nhất: giết mổ, buôn bán thịt sống. Nghề buôn bán thịt sống là nghề sát sinh trâu, bò, heo, dê, ngựa, chó, gà, vịt, vân vân. Người làm nghề này gọi là đồ tể giết gia súc, bán từng kilo cho người khác mua về làm thực phẩm. Nghề này rất độc ác, giết hại chúng sinh không chút lòng thương xót. Một cảnh sát làm ở Viện Pháp Y 26 năm đã thuật lại hồ sơ một vụ án con giết cha mẹ già như sau. Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi nửa đêm ra tay giết chết cha mẹ hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này còn đang say ngủ thì bị con trai trói gô lại trên giường. Sau đó, y cắt cổ họ, máu văng dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Xem bề ngoài thì đây là một vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực, hoàn chỉnh, có đầy đủ nhân chứng, vật chứng. Hung thủ là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường gây tranh cãi. Tiếp đó, hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến cho họ mất mặt với hàng xóm láng giềng. Điều này có thể đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Nhưng lý do sâu xa vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Có một tình tiết trong hồ sơ vụ án khiến mọi người phải suy ngẫm. Cặp vợ chồng nạn nhân mấy mươi năm có mở một lò giết mổ gà, vịt. Họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát đạt. Khi đội điều tra ra chợ lấy chứng cứ, căn cứ theo lời những người ở hàng bên cạnh thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân mấy mươi năm nay hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà rồi dùng dao cắt cổ chúng. Cả đời, họ sống nhờ bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà kiểu này là do tổ tiên họ truyền lại. Đặc biệt, họ kinh doanh nghề này trước khi đẻ đứa con trai hung thủ. Như vậy,
do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà vịt. Nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật như thế nên mới bị đồng nghiệp chiêu cảm lẫn nhau và sinh ra đứa con như vậy. Rồi họ chiêu ách nạn bị chính đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách hay sao? Nghề ác thứ hai, săn bắn. Nghề săn bắn là một nghề cực ác, giết hại biết bao nhiêu loài cầm thú rừng. Nai, hươu, khỉ, chồn, heo, gà rừng và các loại chim chóc khác nữa. Đại văn hào người Mỹ chứ danh Ernest Hemingway lúc chết, toàn thế giới chấn động và dành cho ông sự thương tiếc khôn nguôi. Vì ai cũng đều cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế vì sao lại có thể tự sát? Hơn nữa, lại dùng súng tự bắn mình. Đối với việc này, người đời cảm thấy vô cùng thắc mắc, không sao hiểu nổi. Ít ai biết rằng, ông Hemingway lúc sinh tiền rất ưa săn bắn và đã dùng súng bắn giết vô số động vật. Vì vậy mà cuối cùng ông đã dùng súng để tự giết mình. Nghề ác thứ ba, trải lưới. Trải lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt tôm cá, giết hại loài thủy tộc, làm và sử dụng các loại như là đặt dọ, lờ, chài, lưới, vó câu, v.v. Chuyện xưa kể rằng có một vị hòa thượng trước khi xuất gia chuyên săn bắt giái cá. Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con giái cá. Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con giái cá còn sống lên một bãi cỏ. Buổi tối, ông quay về chỗ cũ nhưng lại kiếm không được con giái cá. Ông quan sát thật kỹ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu. Vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó. Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình. Thì ra con giái cá chịu nỗi đau hành xác mất da, chạy về hang của mình. Ông tự hỏi không hiểu tại sao con giái cá lại làm như vậy. Khi ông ta lôi con giái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con giái cá con vẫn đang còn chưa mở mắt. Chúng đang ngậm chặt vú của mẹ, vốn dĩ đã chết lâu rồi. Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra. Từ trước đến giờ, ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế. Ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết, vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa, vì sợ con mình đói. Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình. Vì vậy, ông ta đem hai con giái cá con về nuôi, rồi khi nó lớn khôn, ông thả nó về thiên nhiên. Sau đó, ông quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Nghề ác thứ tư, buôn bán thịt chín. Nghề buôn bán thịt chín là nghề lấy thịt chúng sinh nấu thành thực phẩm như phở, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bì chả, nem, v.v. Nghề này cũng là nghề độc ác. Người hành nghề này cũng bị đánh mất tâm tử bi. Có một ông chủ quán trước kinh doanh cá sông, gà đồi, thấy mấy nhà hàng thịt chó phục vụ khách không xuể. Ông đã thuê địa điểm mới rồi mở quán ở phố chuyên kinh doanh thịt chó. Tuy nhiên, đúng lúc công việc kinh doanh thịt chó phất lên thì vận rủi liên tiếp đổ xuống gia đình ông. Đầu tiên là chuyện xảy ra với người con trai lớn của ông, là người ông hướng theo nghề, tiếp tục nối nghiệp cha quản lý kinh doanh thịt chó. Vào năm 2000, khi người con trai của ông chủ này đang tóm con chó từ lồng ra để đập chết làm thịt thì vô tình bị con chó này cắn vào tay. Vết cắn xước nhẹ nên anh chẳng thèm để tâm. Thế nhưng con chó cắn anh ta lại là chó dại. Chừng một tháng sau, anh này lên cơn dại, sùi bọt mép và chết trong một bệnh viện nổi tiếng ở Singapore. Dù gia đình không tiếc tiền đưa con ra nước ngoài điều trị, song vẫn không cứu được con. Vận hạn tiếp theo đổ lên gia đình ông là bà vợ bị tai biến, nằm liệt giường. Ngoài ra, rất nhiều gia đình kinh doanh thịt chó ở khu phố này đều không có hậu, phần lớn là phá sản, thất bại về tiền bạc. Có gia đình con cái dính vào lô đề, cá cược, cờ bạc, nghiện ngập, nên dù làm ra bạc tỷ cũng trắng tay. Nhiều gia đình bỏ xứ trốn đi nơi khác vì bị bọn giang hồ chóc nợ. Nghề ác thứ 5, sản xuất và buôn bán rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện. Rượu bia và các thứ gây nghiện sở dĩ bị nghiêm cấm vì nó là nguyên nhân sinh ra các tội lỗi, làm mất giống trí tuệ. Trên thế gian, nhiều người gây ra bao nhiêu tội lỗi,
thậm chí phạm đến tội ngũ nghịch, thập ác, đều là do sau khi sử dụng các thứ gây nghiện quá độ, sinh hôn mê mà tạo thành. Chẳng những đối với những việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước đây cũng bị mất hẳn, để rồi chọn ngày thân tâm điên đảo, không biết làm việc gì. Hơn nữa, khi uống rượu say thì không thể tự khống chế mình. Trong việc sinh hoạt hàng ngày, họ thích gây gổ với người khác, sinh ra các thứ bệnh cho bản thân, tâm tính cuồng loạn, không biết hổ thẹn, không biết liêm sỉ. Đến nỗi, nhiều khi thoát hết cả y phục trên thân, đi đứng siêu vẹo, nằm vất vưởng đầu đường xó chợ, bị người chê bai không đếm xỉa đến, tiếng xấu lan khắp mọi nơi khiến người thân phải chịu khổ. Còn đối với các thứ gây nghiện như ma túy hay là game, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, có người phải đi cướp của, giết người hoặc tự hủy hoại thân thể mình đến chết. Nghề ác thứ 6, buôn bán người. Nghề buôn bán người là nghề mãi nô, có nghĩa là bán nô lệ. Nghề buôn hương bán phấn, hay còn gọi là nghề mại dâm, cũng là nghề buôn bán người. Các nghề này rất độc ác, dùng thế lực, tiền bạc, vật chất bắt ép những người cô thân thất thế đang cảnh nghèo đói bán thân làm nô lệ, làm gái mại dâm, khiến cho gia đình khổ đau và tan nát. Nghề mại dâm là một nghề đồi bại, làm mất nhân phẩm của con người, khiến con người không còn đạo đức và còn tệ hơn loài thú vật. Những người hành những nghề nghiệp này để nuôi thân mạng, cha mẹ, gia đình và làm giàu trên sự đau khổ của muôn người muôn vật. Họ là những người vô minh không thấy luật nhân quả đang chi phối, đang diễn biến từng phút giây trong mỗi con người. Luật nhân quả sẽ không tha thứ một ai. Nếu ai đã làm điều ác thì phải nhận lấy hậu quả khổ đau. Quý vị thân mến, việc hiểu rằng chúng ta còn kiếp sau và nhiều đời sống vị lai nữa thực sự là một điều tuyệt vời. Bởi đó chính là cơ hội vô cùng tích cực giúp sách tấn chúng ta hướng thiện và hoàn thiện bản thân. Dù có những khi vấp ngã hay phạm phải sai lầm, nhưng ta vẫn tin tưởng mình vẫn còn cơ hội để sám hối và sửa chữa khuyết điểm. Nếu kiếp sau không tồn tại, sẽ chẳng có chút hy vọng cho thế giới này. Nếu như vậy, chúng ta chẳng nên làm gì và đều trở nên vô tri giống như gỗ đá. Chúc quý vị tỉnh ngộ và hướng thiện để mau chóng nhận được phúc báo về sau.